kính chào quý khán giả của Đài Việt TV Network. Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2018, chúng tôi đang có mặt tại KSL Center, tòa lạc trong khu Bến Thành Plaza, để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Dallas-Fort Worth tổ chức. Và sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại chương trình này. Tự do dân chủ
trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thượng rất hân hạnh được hiện diện trong buổi lễ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hôm nay. Xin cúi đầu tạ ơn sự hy sinh và tinh thần chiến đấu quật cường của các anh, các chú. Vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Dallas Fort Worth tổ chức. Buổi lễ kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Chúng tôi tường trình tại Arlington, Texas.